Đây nhá, bây giờ tôi sẽ chữa mẫu cái ca này. Ca này là tay chân tay không với được chạm nhau đúng không? Cho chúng người em với tay lại đi. Bên đấy được đúng không? Dễ dàng, tay bên kia. Rồi, còn cách xa đúng không? Rồi, tôi chứng minh cho mọi người thấy rằng là nếu như các bạn người làm có tay cũng sống mà làm cái bệnh này nhiều lắm thầy. Vâng, nhưng mà tôi chữa chỉ có mấy phút thôi. Nào, chúng ta nhìn nhé. Chưa? Chưa? Nào, quay lại nào, nhìn nào. Quay đi. Quay lên, chạm nhé. Chạm chưa? Vâng, với lại thế nào. Tốt. Đấy, mọi người chứng kiến chưa? Chỉ có mấy phút thôi. Đấy là tác động sống, nếu mà làm đúng kiểu. Đấy, nếu mà làm đúng kiểu tác động sống thì chỉ có mấy phút là tôi đã làm xong ca như này.